sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn đức Như Lai cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an đến mọi loài. Đệ tử chúng con một giờ chí thành quy dưới điện Phật thiên lễ cầu an, chỉ kính dược sư nguyện tiêu tài chương, nguyện giáng kiết tương, ngưỡng nguyện đức Phật dược sư lưu ly thất bảo Như Lai, cùng 12 vị đại tướng dược xoa gia hộ chúng con. Bao kiếp thầy đều tiêu tan, lại nguyện chúng sanh não phiền dứt sanh, xa lìa khổ ách nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc phước thọ tăng long, mọi việc hạnh phúc gia đình hưng thịnh, quyến thuộc Khương Ninh pháp giới chúng sinh cùng lên bờ giác. Nam mô Hương Cung Dương Bồ Tát, Nam mô Hương Cung Dương Bồ Tát, Nam mô Hương Cung Dương Bồ Tát. Chân tu biết đời huyền mộng ra
từ ra đi thấm nhuần trí tuệ từ bi đồ đời thoát khỏi tham si khổ sầu con gái.
pháp được xin tri tụng, nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Pháp hội là Đức Bồ Tát
văn thù sư lời nương Phật thần lực chắp tay cùng kinh bạch Đức Phật ra. Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài nói rõ danh hiệu hạnh nguyện công đức rộng lớn trí tuệ vô biên của các Đức Phật, để cho nhân loại nương theo tu hành khỏi bị nghiệp trước lợi ích an vui được sanh công đức trong đời tương phàm. Đức Phật liền bảo văn thù sư lời hãy lắng lòng nghe ta sẽ tuyên thuyết công đức hạnh nguyện của Phật dược sư. Thế Tôn nói do Đức Phật dược sư khi còn hành đạo Bồ Tát cứu đời đã phát 12 lời nguyện rộng lớn. Nguyện thứ nhất là khi ta chứng được đạo qua Bồ Đề hào quang sáng rực tỏa từ thân ta soi các hành tinh, khiến cho chúng sinh thấy ánh quang này thân tâm thanh tịnh siêng tu lục độ rơi biên trần khổ vào chốn niết bàn. Nguyện thứ hai là khi ta chứng được đạo qua Bồ Đề thân ta đẹp đẽ như ngọc lưu ly chiếu khắp mười phương, càng chung hữu tình ở chốn u minh nương ánh hào quang tâm như hoa nở trí tuệ sáng ra hạnh phúc tràn đầy. Nguyện thứ ba là ta dùng vô số trí tuệ vô sư giúp cho mọi người khiến tin lẫn nhau được tâm sáng ngời, biến cánh từ chủ nhu cầu đầy đủ gia quyến xung vây an lạc thanh thơi không còn lo toan những thiếu thốn. Nguyện thứ tư là nếu có người nào lỡ theo đường ta thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề. Nếu có người nào tâm hành nhỏ hẹp thiếu lòng vì tha thì lập chí nguyện lớn tu hành Bồ Tát. Nguyện thứ năm là nếu có người nào trong giáo pháp Phật tu hành thanh tịnh ta sẽ giúp họ tam tu tịnh giới. Nếu ai lỡ phạm mà nghe danh ta thành tâm chi niệm danh hiệu dương sư lại đường thanh tịnh chẳng xa đường an. Nguyện thứ sáu là nếu có người nào không đủ các căn thân hình khiêm khuyết mắt mù tai điếc tay chân tật nguyền nói năng mong liều chiêu nhiều khổ não chỉ pháp dương sư liền đường khỏi bệnh thân hình đoàn tranh trí huệ sáng suốt. Nguyện thứ bảy là nếu có người nào mang bệnh hiểm nghèo không người cứu chữa không chỗ cậy nhờ nghèo cũng khốn khổ khi nghe danh ta
cảnh thân gái đoạn trường. Khi nghe danh ta một lòng chi niệm hạnh pháp dường xưa thân tâm thanh tịnh đường tướng trường phố gặp nhiều duyên chính là nếu có hữu tình xa vào lưới ma làng rừng ta kiên hành theo ngoại đạo chấp mắc buông ra ta sẽ trở duyên khai tâm điểm trí khiến khỏi đường mê trao rồi tránh kiến học hạnh bồ tát chứng quả bồ đề. Nguyện thứ mười là nếu có người nào do tâm vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm hoặc bị hành hình thâm từ nhất sinh chịu nhiều đau khổ khi nghe danh ta hành pháp dường xưa thì cảm khổ ấy đều được tiêu trừ. Nguyện thứ mười một nếu có những người vì cơn đói khát tạo nhiều điều ác khi nghe danh ta hành pháp dường xưa thì ta khiến họ có đủ vật thực lánh xa điều dữ và dạy pháp Phật khiến cho họ được vô thượng bồ đề. Nguyện thứ mười hai nếu ai lâm cảnh màn trời chiếu đất không có áo mặc mũi mồng cắn đốt nắng lạnh rải dầu khi nghe danh ta hết lòng thọ trì thì ta khiến họ cầu gì được đây đi phục tốt đẹp của báu dư thừa. Văn thù sư lời ở cõi phương đông cách mười muôn ức có một thế giới trang nghiêm thanh tịnh của Phật dương sư. Trong cõi Phật ấy đất bằng lưu ly thành quách cung điện toàn bằng thất bảo như cảnh cực lạc của Phật Di Đà. Lại trong cõi ấy có hai Bồ Tát Nhật Quang biên chiếu Nguyệt Quang biên chiếu giúp Phật dường sư truyền ba chánh pháp cho nên văn thù người đủ niềm tin nên phát lòng thanh sinh về cõi ấy đời đời an vui không còn thối chuyện. Văn thù sư lời ở thế giới này lại có nhiều người không biết lành dữ ôm lòng bòn sen thiếu hẳn đức tin không thích vô thi ngu si vô tri tham lam ích kỷ cướp đoạt của người thấy người nghèo cùng không hề chia sẻ. Sau khi qua đời sanh làm ngạ quỷ khổ sở đói khát nhờ niềm danh hiệu của Phật dược sư sanh lại làm người nhờ công đức ấy nhớ khổ ngạ quỷ nên hành bố thí giúp người nghèo cùng tăng trưởng thiện căn tu Bồ Tát Pháp. Lại nữa
vận thù trong đời bàn pháp. Có kẻ phá rơi đánh mất niềm tin, hủy hoại tranh kiến lời tu kém hơn. Tự cao chấp mắc đố kỵ ghét ganh, tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma. Những người như thế sẽ bị đọa xa. Nếu nghe danh hiệu của Phật Dương Sư, liền khỏi đường mê lìa thói kiêu ngạo, tan sông phiền não bờ giác quay về. Xuân ra hồng đào mở mang trí tuệ, hồng sông hiểu nhiều sẽ lưới vô minh. Kính thờ Tam Bảo tu hành Bồ Tát. Lại nữa văn thù ai sống trong cảnh, bị người thù oán dưỡng quỳ cầu thần. Êm đối hàm hại khổ sở vô cùng. Nếu tùng dược sơ tiêu tai thần chú, thì những ta thuần không thể hại được. Còn kẻ hung dữ cũng phải hiền lành. Nếu có Phật tử tu theo tịnh độ, chưa quyết tâm đến lúc mạng chung, mà nghe danh xưng Đức Phật Dược Sư, thì cũng sẽ được tám vị Bồ Tát từ khắp mười phương đến bên tiếp dẫn. Chỉ lối đưa đường đến ao thất Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chi, Đức Vô Tận Ý, Đức Bảo Đàn Hóa Dương Vương Bồ Tát, Dương Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, khiến cho hóa xanh Tây Phương Cực Lạc, học lên cõi trời đời đời hồn phương. Tuổi trời khi hên sẽ xanh cõi người, làm truyền luân vương đức giang mười phương, uy nhiếp bốn biển được người tôn kính. Bốn phương yên tĩnh không có ác ma, khuyến hoa mọi nhà riêng tu thập thiện, ba nghiệp thanh tịnh đủ tướng trường phu. Lại đây văn thù sau khi thành đạo, Đức Phật Dưỡng Sư phát tâm đại từ, liền vào chánh định hào quang chiếu rọi. Thuyết Đà La Ni thần chú tiêu tai, khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh quái ác, được an vui. Nếu có người nào mắc bệnh nan y, nên chỉ chú đây vào bát nước xanh, cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh. Đến khi nghiệp hết liền được sinh về cõi Phật lưu ly tinh tấn, riêng tu sẽ được chứng đắc vô thượng chánh gia. Nếu chúng sinh nào cũng dường cầu phước, muốn khỏi hoành từ dài anh trừ tai, thì phải miệt mài làm lành lánh dữ. Thỉnh bày hình tượng Đức Phật Dược Sư, thờ trên tòa cao trang nghiêm sạch sẽ, dài hoa dâng hương đốt đèn tụng mạng.
chi giới hành, ăn món thanh trai không giận không buồn, thương xót mọi loài cười tâm cứu hồn. Luôn nhớ bổn nguyện của Phật dược sư, đọc tụng suy tư dạy người làm phước, thì đường công đức không thể nghĩ bàn. Nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn, luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy, dưới biển cá tình chết non hồ dương, ngàn quan lộng hành giặc giã sông lăng, nhiếp niệm thọ chi danh hiệu dược sư, tất cả tội này theo đây tan mất. Nếu có người nào quy y Tam Bảo, lỡ phạm cấm rơi sợ bị xa đọa vào ba đường ác, thì nên thọ chi kính trọng tôn thờ dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, đọc tụng thần chú nhờ công đức này thoát khỏi đường dữ. Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, sức lực tiêu tan tưởng chừng phải chết, cũng nhờ phước đức căn lành đời trước. Nghe danh hiệu Phật dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sinh an ổn mẹ chọn con vuông. Phật hỏi A Nan có tin việc ấy, tôn giả A Nan bạch đức Phật rằng, mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai, nhưng chúng đời sau không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ. Bồ Tát cứu thoát chắp tay bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, có nhiều chúng sinh khốn khổ hoạn nạn bền tật triền miên, mà vẫn không khỏi lại thấy riêng ma hồn về địa phủ đang chờ xét xử. Nếu có Phật từ vì người bệnh này, dược bày vì tăng treo phan tục màn, hết lòng cầu nguyện Đức Phật dược sư. Có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ti, cho nên từ đây siêng năng tu phước. Tôn giả A Nan muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phát, làm sao giải oan cho người đã chết. Bồ Tát cứu thoát liền đáp lời rằng, những ai đau bệnh muốn đường bình an, thì những người thân giữ gìn tạm giới, cũng dừng chúng tâm treo phan tục mang, trước bày hình tượng của Phật dược sư, đốt đèn buồn mang trong suốt bảy ngày, chư tăng cầu nguyện lễ Phật dược sư, tiêu tai thần chú giải trừ tai anh, làm đủ việc ấy bệnh khổ tiêu trừ. Lại
Chúa làm lễ quán đành gặp lúc có nạn nước khác xâm lăng hoặc vì nỗi lo nhất thân nguyệt thần mưa gió trái mùa hàn hán không mưa hoặc lũ ngập tràn đàn dịch lan truyền khổ sở chấm điêu lúc ấy quốc vương phải khởi từ bi ân xá người tôi chờ giúp dân lành lập đàn cúng phật dược sư lưu ly nhờ sức gia trì mưa hòa gió thuận tất cả tai ương thầy đều biến mất nước an dân mạnh trong cảnh thái bình tôn giả A Nan muốn hiểu rõ ràng thưa ngài cứu thoát tại sao mạng hết mà vẫn không chết lại được sống thêm Bồ Tát cứu thoát ân cần trình bày thế tôn có dây chín loài hoành tử làm giam tuổi thọ của các chúng sinh làm phán tụng mạng phước thọ gia tăng chín thứ hoành này thật chưa hết số nhưng vì quá khổ nên phải chết oan thứ nhất không đủ thuốc thang hoặc uống lầm thuốc không người chăm sóc bệnh không đáng chết mà phải qua đời hoành từ thứ hai những kẻ chơi bời ham mê tiêu sắc hoành từ thứ ba những kẻ bị bắt bị xử tử hình hoành từ thứ tư đó là chết chìm ở sóng biển hồ hoành từ thứ năm gặp phải hỏa hoạn cháy rồi cả thân hoành từ thứ sáu là bị thú dữ xé xác ăn thịt hoành từ thứ bảy té núi rớt hầm thân thể nát tan hoành từ thứ tám là do thuốc độc thơ yêu chu eo hoành từ thứ chín lâm cảnh đói khát khốn khổ mà chết lại nữa A Nan ở trên thế gian thường làm việc ác phạm tội tay trời thì luật nhân quả không thể dung tha diêm vương xử phạt nên giảm tuổi đời ta khuyên các người gieo nhân tích đức mới lìa khổ anh thọ mang lâu dài bây giờ 12 thần tướng dược xoa thần cung tỳ la thần phan chiếc la thần mê suy la thần an đề la thần an đề la thần san đề la thần nhân đạt la thần ba di la thần ma hồ la thần chân đạt la thần chiêu đồ la thần tỳ yết la cùng với hàng ngàn quyển thuộc dược xoa đều phát tâm lành quy y tam bảo hết lòng vì đạo cứu giúp người đời làm việc nghĩa lời mang lại an vui bạch đức thế tôn chúng con phát nguyện bất cứ nơi
tai cầu chi được đây. Ai muốn cầu gì dùng chỉ năm màu, cút tên chúng con chỉ tùng Chúa Thần, ước nguyện đầy đủ mới mà cút ra. Đức Phật Thích Ca liền khen 12 dương xóa đại tương cùng với thần binh, cứu khổ độ sinh đền ơn chư Phật. Tôn giả A Nan cùng kính bạch Phật, kinh này tên gì làm sao thọ chi, để được phước mau xin Phật chỉ dạy. Thế Tôn dạy rằng đây chính là kinh bổn nguyên công đức của Phật Dương Sư, hay còn gọi là thân chú tiêu tai. Của 12 vị thần tướng dược xoa, còn gọi là kinh diệt trừ nghiệp chướng, độc tùng thọ trì công đức vô lượng. Nghe Phật nói xong chư Đại Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long tất cả thế gian, Đại Đức A Nan 8000 thánh tăng, các hàng thánh văn, các vị quốc vương, đại thần cư sĩ vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì truyền bá kinh này. Nam mô Bạc Già Phật Đế Bê Sa Sa Lu Lô Thích Lưu Ly Bạc Lạp Bà Hát Ra Sa Gia Đa Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tham Miêu Tam Bột Đa Gia Đạt Địa Tha An Bê Sa Thê Bê Sa Thê Bê Sa Sa Tam Bột Yết Đề Xóa Hà. Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bê Sa Sa Lu Lô Thích Lưu Ly Bạc Lạp Bà Hát Ra Sa Gia Đa Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tham Miêu Tam Bột Đa Gia Đạt Địa Tha An Bê Sa Thê Bê Sa Thê Bê Sa Sa Tam Bột Yết Đề Xóa Hà. Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bê Sa Sa Lu Lô Thích Lưu Ly Bạc Lạp Bà Hát Ra Sa Gia Đa Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tham Miêu Tam Bột Đa Gia Đạt Địa Tha An Bê Sa Thê Bê Sa Thê Bê Sa Sa Tam Bột Yết Đề Xóa Hà. Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng chân, phát tâm thành kính, đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tai diên thọ dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát. 12
hâm đại dược xoa, trợ duyên chánh pháp tại ta bà. Thiên long bát bộ đều tùy hỷ, tà ma ngoài đạo phải tránh xa. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Bát Nhã Ba La Mật là ba
thương, không chỗ nào sánh bằng. Vượt hơn cả thần chú, chân thật không hư nguy. Chư Phật chư Bồ Tát đều xuyên dương thần chú, Bát Nhã Ba La Mật liền nói chú ấy rằng: Đề ít đề ba la ít đề ba la tăng ít đề bồ đề ta hát ba ha. Ít đề ba la ít đề ba la tăng ít đề bồ đề ta hát ba ha. Ít đề ba la ít đề ba la tăng ít đề bồ đề ta hát ba ha. Quang Phật Bậc Đại Vương, mười hai nguyện lớn cứu khổ trầm luân, hành tâm quy ngưỡng trang nghiêm đạo trường, niệm trì danh hiệu đèn hoa cúng dường. Đảnh lễ Phật tượng cùng kinh tán dương, làm phan tung hoan hồi thọ miên trường, diệt chư tội trường oan nghiệp không còn, phước lộc tăng trường quả chứng chân thường. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Thiện Xưng Danh Các Tường Phương Như Lai, Bảo Nguyện Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương Như Lai, Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thanh Từ Như Lai, Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông. Lành đêm an lành,
đều an lành, tất cả các thầy đều an lành. Xin nguyện hộ pháp thương ủng hộ. Nam mô Tiêu Tai Giảng Các Tướng Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giảng Các Tướng Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giảng Các Tướng Bồ Tát. Dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Chúng sanh phải có sự ra, không ai tránh khỏi lúc qua cánh tan. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi đặng an mạnh lành. Chúng sanh sự chết sẵn dành, không ai tránh khỏi tự sanh đến kỳ. Chúng sanh phải chịu phân ly, giã từ tất cả ra đi một mình. Ta đi với nghiệp của ta, dầu có tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kết thành. Ta đi với nghiệp của ta, dầu có tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo vẫn mình kết sen chính phẩm là hàng mẹ.
Hòa hương